Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2020, tình hình kinh tế khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, bình tĩnh, kịp thời của Chính phủ, cả nước ta đã vượt qua thách thức, khó khăn và đạt được những kết quả hết sức to lớn. Ghi nhận là năm thành công nhất trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Năm 2020 cũng ghi nhận là năm tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn của ngành công thương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong kế hoạch năm 2020 và có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước. Trong đó có những điểm sáng đáng ghi nhận trong nỗ lực chung của toàn ngành. Nhiều sáng kiến của ngành công thương trong năm Chủ tịch ASEAN đã được triển khai có hiệu quả, ký kết, đàm phán và triển khai thành công các hiệp định thương mại FTA quan trọng. Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Công Thương đã chủ trì, đề xuất xây dựng 13 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế và được các nước ASEAN ủng hộ, đánh giá cao. Các sáng kiến này giúp tăng cường tính liên kết trong nội khối, tái cấu trúc các chuỗi cung ứng trong khu vực theo hướng bền vững. Năm 2020 cũng ghi nhận là năm thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA. Xuất khẩu bất chấp đại dịch, duy trì tăng trưởng dương, xuất siêu đạt mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, thương mại toàn cầu và xuất nhập khẩu của các nước trong khu vực và trên thế giới đều sụt giảm, xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt được tăng trưởng dương, dự kiến cả năm 2020 đạt khoảng 281,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với năm 2019. Cán cân thương mại năm 2020 đạt mức thặng dư kỷ lục ở mức 19,06 tỷ đô la Mỹ, duy trì mạch xuất siêu 5 năm liên tiếp từ năm 2016. Công tác phòng vệ thương mại đạt kết quả nổi bật, được triển khai toàn diện, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định FTA thế hệ mới. Năm 2020, mặc dù số lượng các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại mới đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất với 37 vụ việc, tăng 2,3 lần so với năm 2019, song các đơn vị chức năng đã chủ động xử lý hiệu quả các vụ việc, kháng nghị thành công 65 vụ việc, giúp nhiều doanh nghiệp mặt hàng xuất khẩu tiếp tục được hưởng mức thuế 0% hoặc ở mức rất thấp. Quản lý thị trường có nhiều đột phá sau khi tổ chức lại lực lượng theo hệ thống ngành dọc, phát hiện triệt phá nhiều vụ vi phạm lớn. Năm 2020, bên cạnh việc tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra việc niêm yết giá, ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục vươn lên mạnh mẽ là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của cả nước. Năm 2020, mặc dù kinh tế thế giới và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, song sản xuất công nghiệp của Việt Nam vẫn duy trì và khởi sắc, đặc biệt là chỉ số sản xuất công nghiệp IIP, ngành chế biến, chế tạo với mức tăng cả năm đạt 4,9%, đóng góp 85% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, qua đó củng cố thành tích xuất khẩu và thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam. Công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí đạt thành quả lớn. Dòng khí thương mại đầu tiên đã cập bờ từ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, phát hiện dầu khí trữ lượng lớn tại mỏ Kèn Bầu. Ngày 16 tháng 11, dòng khí đầu tiên từ mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt đã cập bờ, với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỷ mét khối khí, 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate. Nguồn khí Sao Vàng Đại Nguyệt sẽ đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế, đảm bảo cấp khí cho sản xuất điện.
công tác điều phối thị trường trong nước đạt hiệu quả cao trong kết nối cung cầu, ổn định thị trường, góp phần đảm bảo tâm lý người dân trong bối cảnh đại dịch, thiên tai, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trước tác động của thiên tai và dịch bệnh. Từ cuối tháng 1 năm 2020, trước nguy cơ dịch COVID-19 có khả năng xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Công Thương đã rà soát tình hình, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan có liên quan để triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường. Kết quả, qua 2 đợt giãn cách xã hội, công tác quản lý thị trường trong nước đã đạt được hiệu quả, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mọi trường hợp, ở bất kỳ thời điểm, bất kỳ địa phương và bất kỳ cấp độ dịch bệnh nào. Đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến thương mại, thực hiện mô hình xúc tiến thương mại mới kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, hybrid, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận từ xa các đối tác quốc tế trong bối cảnh đại dịch. Do đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020, các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp không thực hiện được theo kế hoạch. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan xúc tiến thương mại nước ngoài, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong xúc tiến thương mại, tổ chức trên 500 hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế bằng hình thức trực tuyến. Kết quả là trên 1 triệu phiên giao thương trực tuyến được thực hiện, hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam đã được hỗ trợ xúc tiến thương mại trực tuyến với các đối tác nước ngoài trên khắp 5 châu lục. Đặc biệt, lần đầu tiên, Bộ Công Thương tổ chức hội chợ công nghiệp thực phẩm bằng hình thức trực tuyến. Thương mại điện tử chuyển mình, phát huy hiệu quả, tạo xung lực mới cho tăng trưởng. Năm 2020, trong khó khăn gây ra bởi dịch bệnh, thương mại điện tử trở thành hoạt động chiến lược chủ chốt của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch, giúp doanh nghiệp phát triển các kênh phân phối mới an toàn, hiệu quả. Các nền tảng phục vụ cho thương mại điện tử được khai thác hiệu quả, tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho thương mại điện tử của Việt Nam phát triển. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử không ngừng đổi mới, hành động quyết liệt và đi vào chiều sâu. Trong năm 2019-2020, Bộ Công Thương tiếp tục là bộ tiên phong hoàn thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cho giai đoạn này với việc trình chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, theo đó cắt giảm, đơn giản hóa 205 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.